Bớt bột sắn dây đi thì mới sống thọ. Bí quyết thải độc để gan khỏe như voi, cả đời không bệnh tật. Mến chào quý khán thính giả đã trở lại với bờ tỉnh thức trong chuyên mục dưỡng sinh thông minh. Quý vị thân mến, có một loại cây dây leo thường được người dân trồng vào mùa xuân, thu hoạch củ vào cuối mùa đông, đó là cây sắn dây. Y học cổ truyền gọi nó là cá căng. Loại cây này được trồng với mục đích giản đơn là lấy củ mài thành bột, gọi là bột sắn dây. Thứ bột trắng tinh khiết này có thể dùng để pha nước uống quanh năm, hoặc để nấu chè, làm bánh và pha chế thành nhiều đồ ăn thức uống khác nhau, rất ngon và bổ dưỡng. Tuy nhiên, ít ai có thể ngờ rằng cả cây sắn dây, từ củ, rễ đến dây, lá và hoa đều là nhân dị thuốc. Trong đông y, sắn dây vị ngọt, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giải khát, giải cảm và nhiều công dụng khác. Mọi bộ phận của sắn dây đều được sử dụng làm thuốc, trong đó gồm cá căng là củ sắn dây, cát phấn là bột sắn dây, cát diệp là lá sắn dây, cát cốc là hạt sắn dây, cát mang là dây sắn dây. Tuy nhiên, thành phần thường được sử dụng để làm thuốc là cát căng, cát phấn và cát hoa. Theo y học hiện đại, sắn dây có tên là Puerarias thomsoni BNTH, là một loài dây leo nhiệt đới, có tác dụng như hạ nhiệt, động mạch dành tim, hạ đường huyết, điều hòa rối loạn lipid máu, hạ huyết áp, chống loạn nhịp tim, giải độc, chống lão hóa và ung thư, cải thiện lưu lượng tuần hoàn não và dự phòng tích cực tình trạng nhiễm virus đường hô hấp. Tuy nhiên, mọi thứ dù tốt đến đâu, vẫn luôn có hai mặt lợi hại cân bằng. Nhiều người sử dụng sai cách đã rước bệnh vào người mà không hay biết. Vậy sự thật về sắn dây là gì? Hãy cùng bờ tỉnh thức khám phá trong video Bớt bột sắn dây đi thì mới sống thọ, bí quyết thải độc để gan khỏe như voi, cả đời không bệnh tật. Vậy công dụng của sắn dây trong đông y là gì? Xin thưa, có một người công nhân dệt may 50 tuổi, tự dưng nửa mặt bên trái, chân răng đột nhiên đau dữ dội và kèm theo co giật. Lúc đầu đau ít, sau tăng dần, mỗi cơn đau vài giây sau đó kéo dài, gặp cơn gió nhẹ cũng đau. Cơn đau tăng khi nhai cơm, đau như dùi đâm, kèm theo co giật dưới xương gò má trái, cả người bứt rứt không yên. Bệnh nhân đã chữa trị nhiều nơi, uống nhiều thuốc ta đến Tây, nhưng bệnh không thuyên giảm. Ngược lại, bệnh ngày càng có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và sinh hoạt. Bác sĩ y học cổ truyền đã cho anh bài thuốc tứ dị thực dược thang gia dị, gồm các dị, các căn, bạch thược, sinh mẫu lệ, đan sâm, cam thảo, sinh hoàng kỳ. Sau khi sắc uống hết mỗi ngày một thang, các triệu chứng sưng đau cơ bản hết và sức khỏe của anh đã trở lại bình thường. Theo bác sĩ Phổ, bài thuốc tứ dị thực dược thang gia dị có một dị thuốc đông y tương đối quan trọng, chính là cá căng hay còn gọi là sắn dây. Theo y học cổ truyền, bệnh nhân này bị bệnh là do phong tà di, bạo phong đến và đi rất nhanh. Răng bệnh nhân lung lay, lợi sưng đỏ, bờ lợi có chất nhầy màu vàng trắng, miệng hôi là có nhiệt trong dương minh dị. Khi dùng bài thuốc trên sắn dây là dị thuốc rất quan trọng, làm nhiệm vụ điều hòa này. Sự thật là, các căn dị cay đắng khí bình, tính thăng phát, giúp khai thông làm ra mồ hôi, giải cơ biểu và bớt nóng. Các căn chủ về đưa lên, dị ngọt tác dụng chính là làm tiêu tan tà ở da. Dùng 2 đến 12 giờ có thể chữa được bệnh trong cơ nhục, mỡ, thớ thịt, làm ra mồ hôi. Đó là dị thuốc thuộc về túc dương minh dị kinh, chữa được chứng thương hàn phát sốt, cổ khô, mũi khô đau nhức mắt, mất ngủ sốt rét, bán tích nhiệt độ cao. Bột sắn dây có khí dị đạm bạc, chất nhẹ, lỏng lẻo, không chắc chắn như các dị khác. Cây mọc về mùa xuân, dây leo phát triển rất nhanh,
nên dược tính hay thăng phát ra những khí thanh dương tỳ dị. Sắn dây có đặc tính giải được ngộ độc của sắn, ba đậu và các loại ngộ độc khác. Sắn dây trị được chứng bệnh nôn mửa, khai dị, giải độc. Người bị chó dại cắn có độc, chặt lấy đoạn củ sắn dây sống, đem uống rất hay. Nếu không có tươi, dùng bột hòa nước giếng, rồi rịch vào chỗ bị thương. Bột sắn dây làm khỏi khát, thông được đại tiểu tiện, giải được độc của rượu, trị nóng nảy bồn chồn trong người, giả nát ép lấy nước uống trị trẻ con sốt. Cây còn cho lá gọi là các căn diệp, trị cầm máu do vết dao, đắp vào, hoặc giả nát lá tươi uống nước, còn bả đắp nơi chỗ rắn cắn. Cây còn cho dây bò dưới đất, gọi là các căn mang, trị viêm họng cấp tính, viêm thanh quản cấp tính, đốt cháy tán bột uống với nước. Thân dây gọi là các căn đằng, có tác dụng tiêu sưng, trị nhọt lở, viêm họng thanh quản, sưng núm vú và trẻ con cấm khẩu. Các căn dùng sống, có tác dụng giải cơ nhiệt, sưng tân dịch, dùng nướng thì kích thích khí dạ dày đi lên. Muốn hạ sốt thì nên dùng sống, muốn cầm tiêu chảy, cần nên nướng lên. Một số cách dùng cụ sắn dây cụ thể là: 1. Đau bụng đi ngoài giống kiết lỵ, hãy dùng bột sắn dây hòa vào nước cùng với một chút đường để uống. 2. Chữa kiết lỵ do nhiệt, để chữa các triệu chứng như đau bụng, nóng rát dùng hậu môn, phải rặn khi đại tiện, hãy pha bột sắn dây với nước và đường, sau đó nấu chín đặc và chia ăn 2-3 lần trong ngày. 3. Chữa cảm, nôn, đau đầu ở trẻ nhỏ do bị cảm, trúng gió, nấu chín bột sắn dây cùng gạo tẻ thành cháo, thêm gừng giả nát, cho trẻ ăn từ 3 đến 5 ngày. 4. Chữa viêm họng, bột sắn dây giúp cơ thể kháng viêm và ức chế một số vi khuẩn có hại. Vì thế nếu bị viêm họng, bạn có thể lấy 10 đến 15 giờ bột sắn, pha nước nóng để uống. Sau vài ngày, triệu chứng viêm họng sẽ chấm dứt hoàn toàn. 5. Dùng ngực và bụng cảm thấy nóng cồn cào, khát nước, lấy 120 gram sắn dây, trộn đều với 15 giờ gạo tẻ nấu thành cháo, ăn liên tục từ 3-5 ngày. 6. Cảm nắng, nhức đầu, sốt nóng, lấy khoảng 12 giờ bột sắn dây hòa vào nước, cùng với một chút đường để uống. 7. Chữa ngộ độc rượu, hòa tan bột sắn dây với một chút đường, có thể thêm nước cốt chanh. Có thể sử dụng muối thay cho đường để làm tăng hiệu quả của phương pháp này. 8. Bài thuốc sử dụng để giải khát thanh nhiệt, để giúp thanh nhiệt giải khát, bạn có thể sử dụng một trong hai cách sau đây. Cách 1. Lấy 3 thìa cà phê bột sắn dây, đường trắng vừa đủ, hai thứ đem hòa với nước sôi để nguội trong cốc. Chế thêm một chút nước cốt chanh hoặc quất, rồi quấy đều lên để uống. Cách 2. Chuẩn bị củ sắn dây thái phiến, phơi hoặc sấy khô, đựng trong lọ kính để dùng dần. Mỗi ngày bạn dùng khoảng từ 20-30 gram sắn dây này, hãm với nước sôi trong bình kính. Chờ sau chừng 20 phút thì dùng được và uống thay trà trong ngày. Để dễ uống hơn, bạn có thể pha thêm một chút đường phèn khi uống, hoặc có thể cho vào nồi sắc lấy nước uống. Dân, bột sắn dây giúp giải nhiệt rất tốt, nhất là trong những ngày hè oi bức. Tuy nhiên, giải nhiệt bằng bột sắn dây, nếu pha không hợp lý, sử dụng quá đà, thực phẩm này sẽ phản tác dụng, thậm chí gây nhiệt miệng, tiểu đường. Được mẹ chồng gửi cho cân bột sắn dây ướp qua bưởi bà tự làm, chị Hằng vui lắm. Chẳng là con trai chị hay bị rôm sảy, còn chồng thì hay bị nhiệt miệng, nên chị Hằng muốn cho chồng con uống bột sắn dây để giải nhiệt. Tuy nhiên, chị không dám mua ngoài chợ, vì sợ bột sắn dây trôi nổi ngoài thị trường, không biết đường nào mà lần. Chị sợ nhất là khâu làm bột kém vệ sinh và thường bị pha quá nhiều tạp chất. Nhận được bột sắn dây mẹ chồng gửi, chị pha cho con uống mỗi ngày. Để dụ con uống, chị đã pha nhiều đường vào cho ngọt,
Chị không ngờ sau 2 tuần uống bột sắn dây, con có biểu hiện bứt rứt, khó chịu cồn cào, như đang nóng trong. Chị liền ngưng cho con uống và thắc mắc, ngừng uống bột sắn dây thì con không bị như vậy nữa. Tôi không hiểu sao uống bột sắn dây để giải nhiệt mà con lại có biểu hiện nóng nhiệt như vậy. Sự thật là bột sắn dây là thức uống giải nhiệt khi hè đến. Tuy nhiên, nếu không biết dùng đúng cách, thức uống này sẽ phản tác dụng. Thời tiết nắng nóng làm cho mọi người có xu hướng muốn tìm đến những món đồ ăn uống có tính mát. Trong đó, dùng bột sắn dây để giải nhiệt, ngăn ngừa mụn nhọt, rôm sảy, làm mát da dẻ là lựa chọn phổ biến trong các gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết sử dụng thức uống này đúng cách. Bác sĩ chuyên môn đã khẳng định bột sắn có tính hàn và giải nhiệt rất mạnh. Nhưng nếu thường xuyên uống bột sắn dây cho quá nhiều đường, sẽ chính lượng đường đó sẽ khiến bột sắn dây phản tác dụng, gây nhiệt miệng, nguy cơ béo phì, thậm chí tiểu đường. Ngoài ra, bác sĩ còn dặn dò chị rằng bột sắn dây thường được chế biến thủ công, cho nên trong quá trình lọc tinh bột sẽ có thể không lọc hết tạp chất, tinh bột sắn dễ nhiễm khuẩn. Để phòng nguy cơ đau bụng, tiêu chảy, tốt nhất nên pha bột sắn với nước sôi để làm chín bột sắn, chứ không nên pha với nước nguội. Mọi thứ đều có tính hai mặt và cơ thể thì cần sự cân bằng. Tuy nhiên, có nhiều người lại cho rằng uống càng nhiều bột sắn dây thì càng có tác dụng giải nhiệt, mà không biết đây là một việc làm sai lầm. Vậy thực chất trong sắn dây có dưỡng chất gì tốt cho sức khỏe? Xin thưa, theo một bác sĩ y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, bột sắn dây là loại tinh bột thơm ngon, giàu dưỡng chất, được chiết xuất từ củ cây sắn dây. Trong bột sắn dây chứa khoảng 60% là tinh bột protein, 40% còn lại là một số hoạt chất thuộc nhóm isoflavonoid, puerarin, puerosida, puerosida B và hợp chất nhóm olean triterpen. Trong đó, puerarin chỉ tồn tại duy nhất trong bột sắn dây, có tác dụng chữa đau đầu, ù tai. Isoflavonoid tăng sắc tố da, trị nám, chống oxy hóa. Diazen, hợp chất kháng viêm, kháng khuẩn, chữa mụn nhọt, rôm sảy, có khả năng kháng các tế bào ung thư. Theo y học hiện đại, tinh bột sắn dây thường dùng để pha trực tiếp với nước hoặc kết hợp với một vài vị thuốc đông y có tác dụng như hạ nhiệt, cải thiện lưu lượng tuần hoàn não và động mạch dành tim, làm giảm đường huyết, điều hòa rối loạn lipid máu, hạ huyết áp, chống loạn nhịp tim, ức chế ngưng tập tiểu cầu, giải độc, bảo hộ tế bào gan, chống oxy hóa, lão hóa và ung thư, nâng cao năng lực chịu đựng của cơ thể trong tình trạng thiếu oxy, tăng cường khả năng ghi nhớ. Không chỉ vậy, tinh bột sắn dây hiện nay còn được rất nhiều chị em sử dụng để làm đẹp cho da trắng trẻo và mịn màng. Theo y học cổ truyền, tinh bột sắn dây vị ngọt, tính mát, vào được các kinh lá lách, dạ dày và phổi, sinh tân dịch, chỉ tả, giải co giật, chỉ khát, giải độc rượu, thoái nhiệt, giải cơ và thăng đề khí dạ dày. Nó thường được dùng để chữa sỏi thời kỳ đầu, chứng biểu nhiệt, tiêu chảy, gáy đau dai cứng, đau trước trán, tà ở kinh dương minh, lưng sau cứng đau. Và đây là một số bài thuốc đông y từ sắn dây bạn có thể tham khảo. 1. Bài thuốc tốt cho người bệnh đau đầu, cao huyết áp, cổ dai đau nhức. Củ sắn dây sau khi thái lát và câu đằng lượng bằng nhau, hai thứ đem tán dụng, phơi hoặc sấy khô, trộn đều, rồi đựng trong lọ kính để dùng dần. Mỗi ngày bạn lấy khoảng 30g, đựng trong túi vải buộc kín miệng, rồi đem hãm với nước sôi trong bình kính. Sau chừng 20 phút thì dùng được và uống thay trà trong ngày. 2. Bài thuốc tốt cho người bệnh tim mạch. Bạn chuẩn bị củ sắn dây 200g, cam thảo 60g, củ đang sâm 180g, bạch linh 90g.
đem những dược liệu này sấy khô tán dụng, đựng trong lọ kính để dùng dần. Mỗi ngày chỉ cần lấy 40 gram, hãm với nước sôi trong bình kính, đợi khoảng 20 phút có thể dùng được. Lưu ý là không được dùng bài thuốc này cho phụ nữ đang mang thai. 3. Chữa cảm nắng, dùng 12g bột sắn dây hòa vào nước nguội, cho chút đường, khuấy đều trước khi uống. Vậy làm sao để chọn được bột sắn dây chuẩn? Xin thưa, bác sĩ nhấn mạnh, để uống bột sắn dây hiệu quả tốt nhất, trước tiên phải biết chọn mua tinh bột sắn dây ta, hay còn gọi là bột thật. Đó là loại giống của Việt Nam, hay gọi là sắn dây ta, tuy trồng tốn diện tích và năng suất thấp, nhưng tốt hơn là mua bột sắn dây giống Ấn Độ và Trung Quốc. Vậy làm sao để phân biệt đây? Xin thưa, có 4 cách để giúp bạn phân biệt được. Cách phân biệt bằng mắt thường, nếu là tinh bột sắn dây ta lọc kỹ, nên có màu trắng tinh như ngà, có mùi thơm đặc trưng tự nhiên. Bột trong trạng thái khô không bị dính ẩm, khi cho miếng nhỏ vào lưỡi ngậm thì tan hết, có cảm giác mát lạnh, chính là phản ứng thu nhiệt. Các mảnh vỡ của tinh bột sát cạnh, có mùi thơm đặc trưng của tinh bột sắn. Khi pha với nước lạnh rồi uống hết, thì trong cốc không còn lại vẫn cặn ở dưới. Còn sắn dây giống khác, hoặc tinh bột pha trộn với các loại bột khác, thì các mảnh vỡ cạnh không còn sắc cạnh, mà tròn giống viên sỏi cuội. Trong khi đó bột giả, chất lượng kém có màu hơi xỉn, không trắng tự nhiên, hạt bé và mùi nồng, không có mùi thơm tự nhiên đặc trưng của bột sắn. Phân biệt bằng cách đun chín, bột sắn dây tốt khi khuấy chín sẽ thấy trong suốt, thậm chí có thể nhìn được cả phần đáy nồi. Trong khi bột sắn giả kém chất lượng thì không làm được như vậy. Dùng vị giác để phân biệt, cắn thử một ít bột sắn dây, nếu bạn thấy ban đầu nóng, sau đó bột tan nhanh trên lưỡi, mang lại cảm giác mềm mịn, không thấy sạn, có vị thơm, thì đây đúng là bột sắn chuẩn thật. Ngày nay những thực phẩm bổ dưỡng đều thật giả lẫn lộn và bị trà trộn rất nhiều. Nếu có điều kiện, chúng ta hãy tự trồng và cung cấp cho người thân bạn bè hoặc mua từ nơi uy tín để đảm bảo sức khỏe. Hy vọng quý vị sẽ có kiến thức để tránh mất tiền oan mà lại còn rước bệnh vào người. Vậy thì mỗi ngày nên uống bao nhiêu bột sắn dây và nên uống khi nào là tốt nhất? Xin thưa, sắn dây rất tốt cho cơ thể, nhưng theo bác sĩ Toàn, khi dùng bột sắn dây cần chú ý. Dù cơ thể bạn có khỏe mạnh như thế nào hay thích uống ra sao thì cũng không nên lạm dụng. Tốt nhất là mỗi ngày một cốc, pha với 2-3 thìa ăn phở bột sắn dây. Khi uống bột sắn dây thì không nên cho quá nhiều đường, chỉ nên cho thêm một chút đường. Một tuần dùng khoảng 3-4 lần là đủ. Có không ít người nghĩ chè nấu từ bột sắn có thể ăn trừ cơm, đặc biệt là những ngày hè nóng nực. Bởi mặc dù có tính giải nhiệt tốt, nhưng xét về mặt dinh dưỡng, bột sắn có rất ít năng lượng. Trong 100g bột sắn dây, protein chiếm 0,7g, glucid 84,3g, canxi có 18mg, sắt có 1,5mg. Vì hàm lượng dinh dưỡng thấp, nên các món ăn từ bột sắn chỉ là ăn thêm hoặc ăn chơi. Đặc biệt là giới trẻ nhỏ, chè bột sắn không thể thay thế cho bữa ăn chính của trẻ mỗi ngày. Theo như Đông y, hàn tính của sắn dây khá mạnh, do vậy trẻ em không nên sử dụng quá nhiều để tránh tình trạng lạnh bụng hay tiêu chảy. Phụ nữ khi mang thai nếu có cảm giác mệt mỏi, cơ thể cảm thấy lạnh thì không nên sử dụng, vì tính hàn sẽ khiến tình trạng cơ thể trở nên khó chịu hơn. Nếu cảm thấy nóng trong người, táo bón, mụn nhọt, rôm sảy, thì nước sắn dây có tác dụng rất tốt đối với cơ thể, giúp giải quyết tận gốc của bệnh. Không nên sử dụng bột sắn dây cho phụ nữ bị động thai, vì có thể gây nên tình trạng tăng co bóp dạ con, dẫn tới sảy thai. Mẹ chỉ nên cho trẻ ăn bột sắn khi trẻ được trên 6 tháng tuổi.
có thể chế biến đa dạng món ăn cho trẻ như nấu bột sắn cùng chè ngô non, đậu xanh, đậu đen thì rất mát và dễ tiêu hóa. Không cho ăn lúc đói vì có thể gây hội chứng say sắn. Ngày nay có nhiều người bị huyết áp thấp, cơ thể suy nhược, cũng không nên sử dụng bột sắn dây vào buổi sáng do đây là thời điểm lượng hormone trong máu khá thấp. Bên cạnh đó, bạn nhớ không uống sắn dây khi đói hoặc vào ban đêm vì sẽ khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động liên tục, có thể ảnh hưởng không tốt cho dạ dày. Thời điểm tốt nhất để uống bột sắn dây là sau bữa trưa hoặc tối khoảng 30 phút đến 1 tiếng. Có một mẹo nhỏ khi pha bột sắn cho bạn là do sắn dây ở dạng bột lên khi cho nước nóng vào sẽ đông lại. Nếu bạn không thích uống bột sắn dây quá lỏng mà lỡ tay cho nhiều nước lạnh thì chỉ cần để khoảng 30 phút là bột sắn dây sẽ lắng xuống và bạn có thể đổ nước bớt đi rồi quấy đều lên uống. Nếu lỡ pha sắn dây với nước nóng mà muốn uống lạnh thì bạn để bột sắn dây nguội sẽ lỏng ra và cuối cùng bạn cho ra cốc, thêm đá rồi thưởng thức. Ngoài ra, không nên kết hợp bột sắn dây với hoa sen, hoa nhài, hoa bưởi và mật ong vì có thể gây chướng bụng hoặc đầy hơi. Đặc biệt, những người có các triệu chứng như đầy bụng, chướng hơi, lạnh bụng, tay chân thường lạnh, không khát nước, sắc mặt vàng tái, đại tiện lỏng thì không nên dùng sắn dây để tránh làm tăng các triệu chứng trên. Vậy nếu muốn dùng sắn dây thải độc cơ thể thì cần phải lưu ý điều gì? Xin thưa, khi uống bột sắn dây để có được kết quả tốt và không bị phản tác dụng, bạn nên biết rằng nhiều người khi gặp phải tình trạng nóng trong, nhiệt miệng, lở miệng, trẻ em bị rôm sảy, dị ứng, mề đay, người bị mụn nhọt, mẩn ngứa, suy giảm chức năng gan do uống nhiều bia rượu thì tìm đến bột sắn dây với mong muốn thải độc cơ thể và giải độc gan. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, quá trình giải độc của bột sắn dây chỉ loại bỏ phần nào các độc tố qua thận, ruột, phổi, bạch huyết và da bằng cách trung hòa lượng axit dư thừa trong cơ thể. Từ đó, giảm tải áp lực lên gan, giúp quá trình giải độc tại gan trở nên nhẹ nhàng hơn, chứ không có khả năng tác động đúng vào gan, cơ quan thực hiện quá trình giải độc chính của toàn cơ thể. Bên cạnh đó, mặc dù bột sắn dây có chứa các chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể và gan, nhưng chúng không nhiều và dễ dàng bị hao hụt trong quá trình chế biến. Hơn nữa, tác dụng thải độc cơ thể bằng bột sắn dây hiện chưa được khoa học chứng minh về tính hiệu quả và độ an toàn. Vì vậy, khi tự thải độc tại nhà, bạn nên tiến hành thử nghiệm từng chút, cho cơ thể tập làm quen dần và luôn lắng nghe cơ thể mình. Khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường, cảnh báo suy giảm chức năng gan hoặc gặp các vấn đề về gan, bạn nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám, kiểm tra và nhận lời khuyên hữu ích từ bác sĩ. Sau đây, tôi xin chia sẻ cách thải độc cơ thể bằng bột sắn dây ngay tại nhà. Trước tiên, bạn cần đảm bảo lựa chọn loại bột sắn dây chất lượng đúng bột sắn dây ta chuẩn. 2. Thời điểm sử dụng bột sắn thải độc, sáng sớm là thời điểm không thích hợp để uống bột sắn dây do lúc này hàm lượng hormone trong máu đang thấp. Hoặc người bị huyết áp thấp hay cơ thể yếu thì sáng sớm lại càng không phải là thời điểm phù hợp. Cho nên, thải độc cơ thể bằng bột sắn dây vào buổi tối sẽ tốt hơn. 3. Liều lượng, không nên uống nhiều hơn 1 ly bột sắn dây mỗi ngày. Có thể cho thêm một chút đường cho dễ uống, nhưng không nên cho quá nhiều. 4. Không nên kết hợp bừa bãi, không nên tùy tiện kết hợp bột sắn dây với thực phẩm hoặc thảo dược khác khi không chắc chắn những thành phần này có kỵ nhau không, tránh làm giảm tác dụng thải độc của sắn dây. 5. Nên lựa chọn loại bột nguyên bản hay có ướp hoa bưởi. Bột sắn có hoa bưởi sẽ dễ bị mốc, cho nên hãy chọn loại bột sắn dây không có hoa bưởi. Bột sắn dây sử dụng đúng cách
sẽ có tác dụng giúp cơ thể đào thải độc tố có hại trong gan, máu, thận, đường ruột. Vậy cách uống sắn dây thải độc như thế nào để có tác dụng và hiệu quả tối ưu? Xin thưa, có 4 công thức cho bạn tham khảo. Công thức 1. Sắn dây pha nước ấm thải độc cơ thể. Dùng 1 thìa bột sắn khoảng 12 giờ, 1 cốc nước nóng khoảng 200ml. Cách thực hiện: buổi tối, trước khi đi ngủ 1 tiếng, hãy hòa thìa sắn dây vào nước nóng khuấy đều lên, hoặc đun trên bếp khuấy đều tay, cho đến khi bột chín. Để bớt nóng một chút rồi ăn. Sau khi ăn xong thì trùm chăn và không đi ra ngoài nơi có gió khoảng 1-2 tiếng để mồ hôi tiết ra. Công thức 2. Bột sắn dây pha cốt chanh hoặc trái tắc. Chuẩn bị nguyên liệu: 2 thìa bột sắn dây khoảng 24-30g, 1 nửa quả chanh hoặc 4 quả tắc khoảng 200ml nước lọc. Cách thực hiện: hòa 2 thìa sắn dây vào nước lọc, khuấy đều lên cho tan hết bột. Chanh vắt thu lấy nước cốt, loại bỏ hạt, sau đó cho vào nước bột sắn dây. Tùy sở thích khẩu vị, bạn có thể cho thêm một chút đường. Công dụng: với công thức nước uống kết hợp giữa bột sắn dây và nước cốt chanh này, sẽ có tác dụng thanh nhiệt, giảm nóng trong, làm mát cơ thể trong những ngày hè oi ả. Bên cạnh đó, nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào có trong nước chanh và sắn dây, còn tăng cường đề kháng, bổ sung thêm năng lượng cho cơ thể, mang lại cho bạn một làn da mịn màng, căng bóng và chắc khỏe hơn. Công thức 3. Bột sắn dây kết hợp đậu xanh. Nguyên liệu gồm có 3 thìa bột sắn dây khoảng 30g, 3 thìa bột đậu xanh khoảng 30g, 200ml nước sôi, 1-2 thìa đường. Cách thực hiện: bạn cho bột sắn dây và bột đậu xanh trộn đều vào ly, sau đó nước đun sôi vào rồi khuấy đều liên tục, tránh để cho bột bị gión cục. Tùy khẩu vị và sở thích, bạn có thể cho thêm chút đường. Công thức bột sắn dây pha đậu xanh tạo nên một thức uống tác dụng giải nhiệt, thanh lọc độc tố cơ thể, giúp thông thoáng lỗ chân lông, từ đó thải độc qua da trở nên dễ dàng hơn, ngăn ngừa mụn và giúp da chắc khỏe. Công thức 4. Trà sắn dây. Nếu không muốn sử dụng bột sắn dây, bạn có thể sử dụng trà từ củ sắn dây, cũng có tác dụng thải độc cơ thể rất tốt. Nguyên liệu cần có: củ sắn dây khô khoảng 20-30g, 200ml nước sôi và 1 thìa đường. Cách làm như sau: củ sắn dây rửa sạch, bỏ vỏ, thái phiến, rồi đem sấy hoặc phơi khô. Sắn dây sau khi phơi khô có thể dùng như trà, bằng cách hãm nước sôi trong 20 phút. Tùy khẩu vị khi uống, bạn có thể cho thêm một chút đường vào. Ngoài ra, bột sắn dây còn được dùng giải độc tố bằng cách dùng củ sắn dây, ngó sen giã nát, rồi vắt lấy nước uống trong ngày. Tuy vậy, cách thải độc cơ thể bằng bột sắn dây chỉ giúp hỗ trợ thải độc cơ thể, chứ không trực tiếp tác động vào gan. Do đó, để giải độc gan, bạn cần xây dựng chế độ ăn uống khoa học, sinh hoạt lành mạnh và vận động hợp lý mỗi ngày. Bạn cũng nên tránh xa các thực phẩm bẩn, thức ăn nhanh, đồ uống chứa cồn để hỗ trợ cơ thể thải độc và giúp giải độc gan từ bên trong. Nếu không giải độc đúng cách, bạn có thể khiến gan thận bị tổn thương, thậm chí là suy gan thận. Vì sao thải độc cơ thể sai cách lại chính là đang hại gan? Gan là cơ quan nội tạng đơn lớn nhất, nhưng lại đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể. Trong đó, gan có nhiệm vụ chuyển hóa và ngăn chặn các chất độc từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể như thức ăn nhiễm độc, đồ uống độc hại như rượu bia, khói bụi, môi trường độc hại. Tuy nhiên, khả năng giải độc cho gan là có giới hạn. Nếu cơ thể tiếp xúc với quá nhiều chất độc hại, mỗi ngày bạn đều nạp vào quá nhiều độc tố, thì gan làm việc không xuể. Kết quả là những chất độc đó tích tụ lại, sẽ gây nhiễm độc cho gan và có thể ảnh hưởng các bộ phận khác của cơ thể,
Vì vậy, để loại bỏ độc tố cho cơ thể, giúp hoạt động của cơ thể ở mức cân bằng, thì cần giải độc cho gan. Tuy nhiên, việc giải độc cho gan không đúng cách, như sử dụng các loại thuốc nam, thuốc đông y chưa được kiểm chứng, hoặc sử dụng các bài thuốc truyền miệng không theo liều lượng hay không hợp với cơ địa của từng người, thì rất có thể thuốc sẽ phản tác dụng. Đứng trước nỗi lo gan bị nhiễm độc, nhiều người đã tìm đến phương pháp giải độc cho gan với nhiều cách thức khác nhau. Tuy nhiên, trong quá trình thải độc gan, mọi người thường mắc sai lầm. Số đông nhầm tưởng thảo dược lợi tiểu giúp giải độc. Cứ khi thấy các triệu chứng bức rứt, nổi mụn, táo bón, thì nhiều người vội tìm đến các loại nước thanh nhiệt như nước cây nhân trần, cam thảo, rễ chanh, atiso, hỗn hợp nước detox chanh và gừng, táo và quế, rồi cà phê, với suy nghĩ thảo dược thì không hại. Đặc biệt là thảo dược giải độc thì sẽ giúp mát gan, càng uống gan sẽ càng sạch. Nhiều trường hợp còn uống chúng thay cho nước lọc. Tuy nhiên, đây là quan niệm giải độc gan sai cách khi sử dụng quá nhiều hàng ngày. Vì bản chất của các loại nước trên còn là lợi tiểu, khi dùng quá nhiều sẽ khiến thận bài tiết quá mức, dễ dẫn đến rối loạn trao đổi chất, thậm chí còn gây suy thận. Nhiều người cũng lầm tưởng rằng đã uống thuốc giải độc gan thì khỏi lo gan yếu. Thế nên họ ỷ lại đã có thuốc giải độc và không cần hạn chế bia rượu. Đây là quan điểm hoàn toàn sai lầm, vì nếu uống thuốc giải độc mà vẫn uống bia rượu quá mức thì không có thuốc nào giúp gan khỏe được. Bên cạnh đó, nếu cứ ăn nhiều các món chứa dầu mỡ, các món béo, quá ngọt, nhiễm quá chất hay nấm mốc rồi chỉ chăm chăm giải độc thì cũng là sai lầm. Khả năng giải độc của gan có giới hạn, ngay cả khi bạn chọn đúng sản phẩm giải độc tốt. Nhưng nếu không điều chỉnh chế độ ăn uống hay thói quen sinh hoạt thì cũng không đạt được hiệu quả giải độc như mong đợi. Hơn nữa, phương pháp giải độc gan bằng thuốc tuy tiện lợi nhưng cần phải lưu ý khi sử dụng về liều lượng và thời điểm uống. Không phải cứ uống nhiều là tốt, thích là dùng, vì việc sử dụng quá liều có thể gây ngộ độc gan nghiêm trọng và dễ gây suy thận. Cho nên, dù là bạn áp dụng biện pháp ăn kiêng hoặc bất cứ lời khuyên nào thì cũng luôn phải lắng nghe cơ thể của mình. Bởi vì chỉ có cơ thể mới cho bạn câu trả lời chính xác, chứ không phải các chuyên gia. Vậy những ai không nên uống bột sắn dây? Xin thưa, bột sắn dây tuy tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng có thể uống được. Nó có thể tốt cho rất nhiều người khác, nhưng những người sau đây thì nên bớt mật ong đi mới sống thọ. Người có cơ địa mệt mỏi hay lạnh tay chân, người đang sốt có cảm giác lạnh, hoặc khi cơ thể đang lạnh thì không nên uống nước sắn dây. Với những người mắc chứng dương khí hư cũng nên hạn chế. Đó là những người thường có biểu hiện như đại tiện lỏng, thường xuyên có cảm giác bụng đầy trướng, miệng nhạt, lưỡi ít rêu trắng mỏng, chân tay thường xuyên bị lạnh, không có cảm giác khát nước. Kể cả những người được chẩn đoán âm hư quả dượng, thương thực hạ hư. Những người mắc các bệnh lý như viêm loét dạ dày, tá tràng, viêm đại tràng mãn tính, hội chứng ruột kích thích, viêm gan mãn tính hoặc viêm tụy mãn tính cũng nên hạn chế. Để phòng nguy cơ đau bụng, tiêu chảy, tốt nhất nên pha bột sắn dây với nước sôi để làm chín bột sắn, chứ không nên pha với nước nguội. Ở phụ nữ có thai cần được tham vấn bởi bác sĩ chuyên khoa. Phụ nữ có thai bị động thai, dọa sảy cũng không nên dùng bột sắn dây. Trẻ em không nên sử dụng quá nhiều vì dễ lạnh bụng và tiêu chảy. Đối tượng trẻ em không nên uống bột sắn dây dưới dạng sống. Bột sắn dây có tính hàn giúp thanh nhiệt, tuy nhiên nếu trẻ không bị nhiệt dùng bột sắn dây sống, dễ bị tiêu chảy, đau bụng. Đối với trẻ nhỏ nên đun chín bột sắn để giảm bớt tính lạnh và an toàn hơn với trẻ. Với trẻ suy dinh dưỡng, người mắc bệnh phong hàn, huyết áp thấp,
cũng không nên uống bột sắn dây. Vậy nên những người này hãy bớt bột sắn dây đi thì mới sống thọ nhé. Nếu bạn không thuộc những đối tượng vừa kể thì tốt nhất là một cốc mỗi ngày và một tuần uống khoảng 3-4 lần là đủ. Bạn nên uống nước bột sắn dây vào buổi sáng trước bữa ăn 20 phút để đạt được hiệu quả. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng không nên lạm dụng bột sắn dây nhé. Nhưng bạn tin tôi đi, ông trời thường không lấy đi của ai hết bao giờ. Nếu bạn đã không thể uống được nhiều bột sắn dây, thì thay vào đó, hãy dùng sắn dây bên ngoài. Tôi xin chia sẻ cho bạn công thức sắn dây dùng để làm đẹp, mặt nạ bột sắn dây giúp trắng da, bột sắn dây trị nám khá hiệu quả. Bột sắn dây giúp giảm cân và giữ vóc dáng nhờ hoạt chất gannistein. Cách làm mặt nạ bột sắn dây trị nám như sau. Bước 1. Lấy 3 thìa bột sắn dây và 1 lòng trắng trứng gà. Bước 2. Trộn đều bột sắn dây với lòng trắng trứng gà cho đến khi bột sắn tan ra thành hỗn hợp sánh mịn đồng nhất. Bước 3. Rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt và nước ấm để làm sạch và giãn lỗ chân lông. Bước 4. Đắp hỗn hợp lên da mặt ẩm, massage khoảng 3-5 phút và để lưu hỗn hợp trên da khoảng 15 phút. Bước 5. Rửa sạch mặt bằng nước ấm thật sạch, lau khô mặt, tuần làng 2-3 lần. Da mặt của bạn sẽ từ từ sáng mịn và giảm bớt tàn nhang đi. Còn ai có thể uống được mà muốn giảm cân thì có cách dùng bột sắn dây để giảm cân như sau. Mỗi ngày uống 1 ly nước 15 giờ bột sắn dây pha với 300ml nước nguội và 1 thìa nước cốt chanh. Vừa giúp cơ thể giảm cân, giảm mỡ bụng, lại thanh nhiệt cơ thể. Cách dùng bột sắn dây để trị mụn, nám da và chống lão hóa do có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Các dưỡng chất có trong bột sắn dây sẽ giúp loại bỏ các chất độc tích tụ lâu trong cơ thể, ngăn ngừa mụn. Ngoài ra, trong sắn dây có nhiều hoạt chất isoflavone, một chất có hoạt tính tương tự như hormone estrogen, giúp thay thế các hormone bị rối loạn, ổn định hoạt động và ngăn sự bài tiết sắc tố melanin, nguyên nhân gây thâm nám làn da. Bạn hãy uống 2 cốc bột sắn dây pha với đậu xanh và đường mỗi ngày. Ngoài ra cũng nên kết hợp đắp mặt nạ theo công thức 20 giờ bột sắn dây với 20 giờ đậu xanh, 1 thìa cà phê mật ong. Hòa hỗn hợp lại rồi đắp mặt nạ để khoảng 20-30 phút, rồi rửa lại bằng nước sạch sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Tóm lại, nếu bạn muốn thải độc gan, dưỡng gan và tăng cường sức khỏe, thì hãy tập trung cho giấc ngủ và tập sống không nóng giận, thì lá gan sẽ tự hồi sinh. Mỗi ngày đều ăn ngon ngủ yên, ngủ trước 11 giờ đêm với tâm trạng tích cực thì đó là liều thuốc bổ cho gan nhất. Và dưới đây là 10 lời khuyên chí lý chí tình để bạn luôn có giấc ngủ trọn vẹn, hồi sinh lá gan của mình và sống khỏe sống thọ. 1. Đảm bảo bản thân tập trung yên tĩnh khi đi ngủ, không nên suy nghĩ về bất cứ việc gì. Người xưa nói, tiên thụy tâm, hậu thụy thân, nghĩa là trước hết cần để tâm nghỉ ngơi thư giãn, sau đó mới tới thân thể. Tâm nên ngủ trước thân. 2. Không nên nằm ngửa vì sẽ làm thân thể căng thẳng, cơ bắp không thể thả lỏng, dễ đặt tay lên ngực, gây ra ác mộng và ảnh hưởng tới nhịp thở cũng như nhịp tim. Do đó, ngoài những người mắc bệnh nhất định, không nên ngủ ở tư thế này lâu dài. Thời gian ngắn thì không có hại. 3. Không nên thường xuyên nằm ngửa khi ngủ. Cổ nhân nói, khi ngủ cần cong đầu gối để sinh lực không bị tản mất khi thức. Cần thư giãn hoạt động để khí huyết lưu thông. 4. Không suy nghĩ về các công việc trong ngày, những việc xảy ra trong quá khứ hay lo lắng cho tương lai. Thậm chí lo nghĩ phiền muộn sẽ không chỉ làm mất ngủ mà còn tổn hại tới tuổi thọ. 5. Không nên mang theo cảm xúc thái quá lên giường,
trước khi bạn đi ngủ. Tránh tức giận trước khi ngủ, vì bách bệnh của con người đều sinh ra bởi khí phẫn nộ. Do đó, dù có gặp phải chuyện gì bất như ý, cũng không nên tức giận trước khi đi ngủ. 6. Không nói chuyện trước khi đi ngủ, vì sẽ làm tinh thần phấn khích, ảnh hưởng tới giấc ngủ và dễ dẫn tới mất ngủ. 7. Sáng nên ăn sớm, trưa nên ăn no 7-8 phần, tối thì nên ăn ít. Đây là một kinh nghiệm dưỡng sinh đơn giản mà hiệu quả. Không nên ăn trước khi đi ngủ, vì sẽ làm tăng gánh nặng đường tiêu hóa, ảnh hưởng đến giấc ngủ và cơ thể. Nếu đói hoặc tụt huyết áp, hãy nghỉ ngơi sau khi ăn một lúc, rồi mới lên giường đi ngủ. 8. Tinh thần, thái độ sống tích cực và nụ cười nhẹ nhàng trước mọi thứ là chìa khóa để sống lâu. Mặc dù có hàng ngàn bí quyết chăm sóc sức khỏe, nhưng việc cân bằng tinh thần là chìa khóa đầu tiên bạn nên nhớ. Nóng giận và cáu gắt gây hại cho gan, quá khích sẽ gây hại cho tim, buồn chán và lo lắng sẽ rút ngắn tuổi thọ và tổn thương thận khí. Để sống tốt, không nên quá để ý tiểu tiết mà cuộc sống sẽ ngắn ngủi đi. Duy trì tâm rộng mở có thể làm thuyền trưởng để chèo lái con tàu, từ đó có đủ sức khỏe để sống đến 100 năm. 9. Để được khỏe mạnh và hạnh phúc, bạn nên biết cách tự tìm niềm vui cho chính mình. Vợ hiền thì chồng ít bị bệnh, người vợ tốt chính là vị thuốc tốt nhất. Tai họa xuất phát từ miệng, bệnh sinh ra từ trái tim. Người tốt sẽ có cuộc sống lành mạnh, kẻ xấu đa đoản mệnh. Nhà rộng và đất rộng cũng không thể bằng trái tim rộng mở. Người có một trái tim trẻ con ngây thơ, hồn nhiên, vô tư thì sẽ trường sinh bất lão. Cười một tiếng bỗng chốc như trẻ ra 10 tuổi, buồn một tiếng tóc bạc trắng đi mấy phần. Duy trì 3 nụ cười một ngày thì cuộc sống dù khó khăn cũng trở nên đơn giản và người sẽ trẻ lâu sống thọ. Nụ cười thường nở ra ở đâu thì thanh xuân luôn tồn tại ở đó. Khóc lên một tiếng giải tỏa ngàn sầu, khi buồn mà không thể chuyển hóa được thì cứ khóc cho lòng thanh thản. Nếu có nỗi buồn và còn nước mắt, hãy cứ khóc để dơi đi và bệnh tật cũng từ đó mà tiêu tan. Bậc trượng phu cũng có lúc rơi nước mắt, anh hùng chảy máu cũng phải đổ lệ, mạnh mẽ lắm cũng có lúc nên mềm lòng thôi. 10. Thuốc tốt, thực phẩm tốt cũng không bằng trái tim tốt. Chăm sóc sức khỏe cho tim mới là quan trọng nhất. Thức ăn nuôi dưỡng cơ thể, ca hát và âm nhạc nuôi dưỡng trái tim. Ăn uống là một trong 4 việc quan trọng nhất trong đời người để có sức khỏe. Ăn sáng thật tốt, ăn trưa thật đủ, ăn tối thật khéo. Ăn quá nhiều sẽ bị bệnh, ăn đủ chất, đủ lượng, đúng thời gian sẽ được khỏe mạnh, bình yên và trường thọ. Khi tâm đã không dính mắc thì ăn gì cũng là ăn và không còn khổ đau phiền não vì đồ ăn nữa. Xin chúc quý vị luôn tỉnh thứ trước cuộc đời để có thể sống trọn vẹn ý nghĩa cùng con cháu. Cảm ơn đã luôn tìm tới bờ tỉnh thức mỗi ngày. Hãy nhớ bấm đăng ký kênh và chúng ta sẽ gặp nhau trong video tiếp theo quý vị nhé.